Trên đường đi làm về, chàng trai sởn gai ốc khi thấy sinh vật lạ và cái kết ấm lòng người xem. Theo đó, trong lúc đang đi làm về, chàng trai bất ngờ sởn da gà, nổi da ốc khi vô tình bắt gặp một đống thứ lông lá đang quằn quại trên đường. Ban đầu thanh niên cứ nghĩ đó là một sinh vật dị thường, thế nhưng đến khi nó đứng lên, chàng trai đã không thể tin vào mắt mình khi biết đó là một chú cún. Không biết vì một nguyên nhân gì mà bộ lông của chú cún đã dơ đến nỗi xoắn lại từng cọng, mùi hôi thì bốc lên nồng nặc, làm chú chó ngứa ngáy phải lăn lộn khắp nơi để gãi. Nhìn chú chó đau đớn chật vật với bộ lông trên người, chàng trai đã không kìm được nước mắt mà quyết định kêu mang em. Bằng tình yêu thương và sự chăm sóc của chàng trai, chú cún đã được cạo lông sạch sẽ và hiện đang sống khỏe mạnh tại ngôi nhà mới của mình. Đoạn clip sau khi đăng tải đã làm cho cộng đồng mạng khi xem vô cùng ấm lòng và cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng bé cún cũng đã đến được với một người chủ mới có tâm và có tầm như chủ nhân của đoạn clip. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.